Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay Hoài Bãi xin quay cho anh em xem cái lô máy cửa xích này, quay trước cho anh em xem để tối nay 9 giờ bên em sẽ lên lên sóng thanh lý cho anh em với cái lô cưa này nha anh em nhé. Đó, số lượng này rất là nhiều luôn, toàn hàng đẹp hệ cho anh em nhá. Đó, anh em có nhu cầu mua cưa xích ấy, thì anh em tối nay tầm 9 giờ đó, anh em lên lựa những cái cây máy mình ưng ý nhất anh em nhá. Số lượng này lên rất là nhiều cưa đẹp cho anh em nhá. Đó, cưa Komatsu, Echo, Estin gì đều có hết anh em nhá. Đó, toàn hàng đẹp anh em này. Đó, lô này hôm nay mới dọn đẹp nhức nách cho anh em luôn. Đó, tối nay đúng 9 giờ đi. Đó, 9 giờ bên em sẽ lên thanh lý cho anh em cái lô cưa này. Đó, anh em thu xếp sắp xếp công việc tầm 9 giờ anh em vào coi theo dõi livestream của Hoài Bãi nha em nhé. Đó, livestream thanh lý cho anh em cái lô cưa xích hàng hệ. Đó, với giá siêu mềm mại cho anh em luôn nhá. Đó, cưa rất là nhiều loại. Đó, giá siêu mềm mại luôn. Estin, Echo, tay cụt, tay dài, Huvana, Zubi, Komatsu gì có hết nha anh em nhé. Đó, xin đây qua. Đó, mấy con tay cụt này rất đẹp anh em. Đó, tay cụt Tanaka rất đẹp này, giật trợ lực luôn. Estin 028 đẹp này. Echo V3009 thì bao nhiêu cũng có hết nha anh em nhé. Đó, rồi xin kết thúc video tại đây. Anh em nhớ sắp xếp vào tầm 9 giờ và theo dõi livestream của Hoài Bãi nha anh em nhé. Đó, anh em có nhu cầu mua cưa xích thì anh em vào đặt những cây máy chất lượng. Đó, giá thành siêu mềm mại cho anh em luôn nhé. Đó, quá ok luôn. Địa chỉ cửa hàng tại 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Anh em có nhu cầu mua cưa xích thì anh em ở gần thì có thể ghé đến trực tiếp cửa hàng Hoài Bãi xem nha anh em nhé. Đó, Echo đẹp, nhức nách anh em. Đó, Echo đây cụt đẹp. Đó, Echo đây cụt đẹp này, Sinewa đẹp này. Sinewa 400, Zubi, Echo gì có hết nha anh em nhé. Estin đẹp gì có hết. Đó, anh em cho đón xem vào kênh livestream của Hải Bãi nha. Số lượng máy rất là nhiều. G này, Zubi này. Đó, G này, Estin đẹp này. Đó, rất là nhiều máy đẹp nha anh em nhé. Đó, kênh của em là mua bán là ok luôn anh em nhé, uy tín luôn, nên anh em mua hàng của em là cứ yên tâm luôn nhé. Đó, rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể anh em nhé.